Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình giới thiệu cho mấy anh em con game là Vua Truyền Kỳ nha. Thì cái con này á là còn có tên là Lôi Động á nha anh em. Thì con này là con H5 nha anh em, chơi được trên mọi nền tảng nha. Thì con này sẽ open chính thức nha anh em, server 1 nha. Thì sẽ free cho mấy anh em là VIP 33 nha. Đó, VIP 33 và 22 triệu kim bảo nha anh em. Đặc biệt là được level 100 luôn nha anh em. Đó, cái bản bản này là bản cực kỳ siêu hot nha. Mới nhất hiện nay nha. Đang hot nhất năm nay luôn nha anh em. Thì những cái tính năng game là anh em có thể cài kim bảo gơi trong ải nha anh em. Đánh boss là gơi đồ thần nha, tu vi chuyển sinh rồi nha. Đó, chơi trên tất cả các nền tảng nha anh em. Đó, rất là ok nha. Thì mấy anh em dân cài cũng có thể chơi tốt nha anh em, nó rất là ngon luôn. Thì mấy anh em có thể làm nhiệm vụ like share nha. Đó, mấy anh em làm nhiệm vụ like share để nhận những phần quà bên dưới nha. Ví dụ như là 200 vé giả ngoại boss nè, 200 vé thần vật nè, đó, 5.000 cường quá thạch nha, rất là ok luôn nha. Thì ở đây mấy anh em nạp ATM Momo là được tặng thêm 80% giá trị nha anh em. Đó, rất là ok luôn. Thì ở đây nó có cái số điện thoại hotline ha. Thì mấy anh em có thể liên hệ nha anh em. Đó, ở đây có fanpage nè, Zalo rồi ha. Đó, các kiểu ha anh em. Đó, đặc biệt là con này update mới thời trang rất là hoành tráng luôn nha anh em. Đó, rất là ngầu luôn nha. Đó, ok nha anh em. Nhiều tính năng cho anh em chơi nha. Đó, đó cái bộ Thượng Hải ha. Đó, rất đẹp luôn. Đó, cái bộ bikini nè, rất ok luôn nha anh em. Đó, thì anh em có thể vào chơi ngay nha anh em. Đó, chính thức open server 1 nha anh em. Đó, tặng ngay cho mấy anh em là VIP 33 nha, rất ok luôn nha. Là level 100 luôn nha em. Rất là ngon nha anh em. Đó. Thì mấy anh em có thể chơi game tại cái link là lôi động h5.com nha. Đó, free VIP 33 ha, 22 triệu kim bảo luôn. Quá đã luôn nha anh em. Thì ở đây anh em tạo tài khoản luôn, rất đơn giản nha anh em. Đó, tiếng Việt không ha. Thì mấy anh em chơi server 1 nha. Thì ở đây nó có cái bộ code ha. Bộ code là chơi 6901 nè đến 6905 nha anh em. Thì anh em có thể nhập cái bộ code này trực tiếp trong game luôn nha anh em. Đó, rất là đơn giản nha. Đó, mình sẽ tạo một cái nhân vật nam nha anh em. Server rất là mượt luôn nha anh em. Đó, ok nha. Đấy. Đấy, khi mấy anh em vào game thì mấy anh em sẽ nhận liền VIP 15 nè. 22 triệu kim nguyên bảo ha. Rất là ok nha anh em. Thì mấy anh em có thể là tranh quái vượt ải hoặc là săn boss nha, gơi đồ thần nha anh em. Đó, rất là ok nha. Thì anh em có thể chiến liền server luôn nha anh em. Đó, con này thì rất đẹp nha. Đó, anh em thấy thời trang không? Đó, quá ok luôn. Server rất là mượt luôn. Cái con H5 rất đẹp nha anh em. Thì anh em có thể vào chơi ngay nha anh em. Đó, chính thức open server 1 nha. Con này đã được duyệt quá hoàn toàn nha anh em. Đó, rất là ok nha anh em. Thì những game H5 thể loại như thế này thì cũng không có là xa lạ gì với anh em nha. Anh em có thể vào chơi nha. Server lâu dài nha anh em. Anh em có thể vào chơi cho nóng nha anh em. Rồi phần giới thiệu của con game của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.